Anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Vĩnh Hiệp thuộc phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà cực đẹp với diện tích là 171 m², nằm ngay Ủy ban Nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp. Đây là mặt tiền căn nhà này. Căn nhà này có hướng Bắc và có con đường nhựa phía trước rộng khoảng 10 m. Tổng lộ giới con đường này rộng khoảng 10 m nhé. Từ đây đi ra chợ hết khoảng 500 m thôi. Ở bên đây cũng có căn đang gửi mình bán luôn này. Căn này xây mẫu cũng giống căn này nha. Để một vài bữa nữa hoàn thiện. Đây là mặt tiền cổng chính của căn nhà chúng ta. Cửa chính được chủ nhà làm một lớp cửa sắt bốn cánh kiên cố rất là lớn ngay không gian cổng chính này. Trên chủ nhà lập ngói nhé. Căn nhà này có chiều rộng 5 m và chiều dài 37 m. Chủ nhà chừa cái sân này mình có thể để xe ca được nha. Ở đây mình có thể để xe khách khoảng 45 chỗ có khi được quý vị ơi, rất là dài. Phía sau chủ nhà còn chừa một sân để trồng rau, nuôi gà. Cổng trước này chủ nhà để một view, hai bên chủ nhà trồng cây cảnh rất là đẹp nha. Bên đây trồng các bụi tre, bụi trúc bên đây này. Tổng chi phí căn nhà này xây hết khoảng gần 1 tỷ. Quý vị nào đang có lô đất và có trong tay gần 1 tỷ thì hãy xem kỹ video này để mình có thể áp dụng xây theo mẫu này. Đây là một mẫu nhà rất là đẹp và đang phổ biến hiện nay. Mặt tiền được chủ nhà làm dạng mái thái hình chữ A, cột vuông. Ở đây chủ nhà để một sân để xe hơi rất là lớn, chủ nhà lót gạch nhám ở đây nhé. Hai bên trồng các cây cảnh cũng như cây trúc. Trước nhà mình mà trồng cây trúc này là rất là có phong thủy nhé. Quý vị nào nếu mà theo phong thủy thì có thể là nghiên cứu theo trồng theo cây cây này. Bên trái thì được chủ nhà làm 3 bức hòn năm bộ mini ngay không gian này, mình có thể trồng cây. Di chuyển vào trong đây. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm một lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh cộng kính cường lực trong suốt ngay không gian này. Từ hè lên đây mình đi qua một bậc tam cấp ngay đây nhé. Sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kiếng khổ 60. Giữa không gian phòng khách này chủ nhà trang trí gạch màu ngay đây nhé. Giữa không gian phòng khách này, hai bên phòng khách được chủ nhà trang trí các đường gân, đường chỉ, những họa tiết rất là đẹp ngay không gian này nhé. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thì cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng, đèn chùm ngay không gian này. Chủ nhà trang trí hệ thống trần thạch cao ngay không gian phòng khách này rất là đẹp nha. Quý vị nào đang có một lô đất tương tự như thế này thì có thể xem video này để áp dụng xây theo. Cầu thang thì được chủ nhà làm cầu thang rích rắc, kính cường lực cũng như là tay vịn gỗ căm xe. Một xíu nữa mình sẽ lại review trực tiếp cho khách hàng mình cùng xem. Bên tay phải này mình có 3 bức tranh cộng một chiếc đồng hồ lớn ở đây nhá. Hiện tại đây là 10 giờ 10 15 phút. Nay là buổi sáng. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Ở đây chủ nhà có một bộ bàn ăn 4 ghế xinh xắn ngay không gian tủ bếp nấu ăn này. Tủ bếp này rất rộng nhé. Bên đây mình có chỗ kê máy giặt này, kê lộn kê tủ lạnh đây nhá, hoặc có thể kê tủ lạnh ngay cây này. Tủ được chủ nhà làm tủ bếp. Hai dàn trên và dưới được chủ nhà làm gỗ công nghiệp rất là đẹp nhá.
Phía trên mình có hệ thống đèn LED cũng như là đèn chùm trang trí ngay không gian này. Bây giờ mình di chuyển về phía cuối căn nhà. Phía cuối đây mình có phòng ngủ ở dưới này. Đây mình có phòng ngủ rộng khoảng 16-17 m². Được chủ nhà đi đường ấm máy lạnh cũng như hệ thống cáp net đầy đủ hết. Phía trên mình có hệ thống trần hộp, hệ thống đèn LED. Chủ nhà trang trí khá đẹp nha. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha. Bên đây mình có cửa lùa hai cánh bên hông này này. Phía cuối mình có sân vườn rộng nha, để mình quay phòng vệ sinh ở dưới trước rồi ra xem sau. Ở đây mình có chậu rửa mặt xinh xắn ngay không gian này. Chủ nhà vẫn chưa hoàn thiện hết, mai mốt sẽ gắn một kiếng ở đây. Đây có vòi chậu rửa mặt xinh xắn ngay đây nha, vòi đồng. Ở đây mình có phòng tắm ở dưới cũng như phòng vệ sinh rất là rộng ngay không gian này, rộng rãi nha, cửa nhôm sinh pha luôn. Đây là không gian mát mẻ ở cuối căn nhà này. Ở đây mình có kê máy giặt chỗ này nha. Mai mốt về mình lập tôn đua ra một xíu, mình để máy giặt ở đây. Trên đây là phía cuối căn nhà này, ngay đốc này. Đây được chủ nhà sơn chống thấm đầy đủ, rất là kỹ nha. Trên kia là bồn nước cũng như hệ thống năng lượng mặt trời nằm ở trên. Chủ nhà đi cột lên tới trên cùng luôn nha. Mình có thể lên được một tấm nữa luôn. Bây giờ mình cùng nhìn ngắm lại không gian tầng trệt và di chuyển lên lầu. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 5, chiều dài 37 m, có tổng là 171 m², nằm ngay Ủy ban Nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp thuộc Tân Uyên Bình Dương. Bác nào có nhu cầu đi xem căn nhà này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình và cho em một cái hẹn, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Căn nhà này ngay chợ và cách Ủy ban Nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp chỉ khoảng hơn 1 km thôi. Cầu thang thì được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe và kiếng cường lực. Cầu thang này được chủ nhà thiết kế theo dạng rích rắc nhé, rất là cầu kỳ. Và bác nào đang xem video thì cho em xin một like và nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo, những video mới nhất em review những căn nhà đẹp tại Bình Dương cũng như ở Sài Gòn, để cho quý vị mình cùng xem tham khảo. Nếu có nhu cầu xây thì có thể áp dụng theo các cái mẫu nhà em quay lên để mình có thể xây theo. Và nếu có nhu cầu đi mua thì hãy liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình. Em có nhiều mức giá khác nhau và nhiều khu vực để cho các bác lựa chọn nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này rộng khoảng 16-17 m². Cửa nhôm sinh pha, cửa lùa nhôm sinh pha luôn. Hệ thống cửa phòng ngủ, cửa phòng vệ sinh của căn nhà này đều được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha. Và tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường ấm máy lạnh cũng như hệ thống cáp net đầy đủ hết. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi rộng, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Phía sau có view sân vườn để mình có thể trồng cây, trồng rau. Đây là phía cuối căn nhà này. Trên đây cũng có phòng vệ sinh, chậu rửa mặt xinh xắn ngay không gian này. Và không gian của phòng vệ sinh rất là rộng rãi, vòi tắm đứng, bồn cầu Toto cũng như là cửa nhôm sinh pha. Phía cuối mình đây có view sân vườn ở dưới nhé. Như hồi nãy em đã quay, mình có thể nhìn lại một lần nữa nhé. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ tư, mình cũng có thể làm phòng thờ được. Và cửa chính căn nhà này ở trên và dưới đều được chủ nhà gắn rèm đầy đủ hết rồi. Bác nào có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với em. Hẹn gặp em ngay ở ngã tư Bình Chuẩn hoặc Ủy ban Nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp. Hoặc hẹn em ngay ngã tư Miếu Ông Cù. Em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nha. Phòng trước này rộng khoảng 25 m².
rất là rộng. Bây giờ em ra quay cái view cổng phía trước cũng như ban công trước cho quý vị mình cùng xem. Và như hồi nãy em có giới thiệu, bên đây có một căn đang gửi em bán nhé, đang hoàn thiện. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 2 tỷ 600 triệu đồng cho căn nhà 171 m². Đây là view sân vườn phía trước này. Sân này chủ nhà để dài khoảng 14-15 m. Rất là dài nha. Mình có thể để xe được 2-3 chiếc xe hơi luôn. Để được khoảng 2 chiếc xe 7 chỗ thoải mái nhé. Hoặc có thể để chiếc xe 45 chỗ. Ok luôn. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.